Giữa lúc bà Tân Vlog đang lao đao, có một YouTuber ẩm thực khác đang lên như diều gặp gió với hơn 1,2 triệu subscribe. Với hàng loạt sản phẩm được đầu tư chất lượng cùng những phát ngôn vô cùng mặn mòi, liệu nữ YouTuber này có thể soán ngôi bà Tân Vlog một ngày không xa? Với sự phát triển như vũ bão thời điểm hiện đại, YouTube dường như trở thành mạng xã hội không thể thiếu của người người nhà nhà tại Việt Nam và được xem là mảnh đất vàng hái ra tiền của những người đam mê sáng tạo nội dung. Chính vì vậy, việc ngày càng có nhiều kênh mới được lập ra với đủ mọi thể loại ăn uống, du lịch, thời trang, make up là điều dễ hiểu. Trong tất cả, YouTuber ăn uống luôn có đức diễn nhiều hơn, bởi rõ ràng ẩm thực luôn là thứ mà ai cũng quan tâm. Từ ông bà, bố mẹ trong gia đình đến cả lứa tuổi học sinh, sinh viên hay trẻ em đều thích mê là đằng khác. Đặc biệt sau hiện tượng YouTube mang tên bà Tân Vlog, lĩnh vực này càng được khán giả quan tâm. Tuy nhiên dạo gần đây, sức hút của bà Tân đã phần nào giảm đi rõ rệt vì nhiều drama không đáng có. Điển hình là việc kênh vấp phải hàng loạt phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng khi có nhiều khán giả cho rằng clip của bà dạo này có phần phản cảm, đầy sạn, quảng cáo quá lộ liễu, không còn đầu tư 100% tâm huyết và sự tự nhiên như trước. Sau những lùm xùm, lượt xem vlog trên kênh của bà Tân cũng tụt dốc không phanh. Thậm chí clip dạy nấu cháo yến cho trẻ em cũng bị xóa đi vì tranh cãi gay gắt. Nhận hàng loạt ý kiến trái chiều cũng như không ít gạch đá từ cộng đồng mạng, thời gian gần đây kênh của bà Tân Vlog đang lao đao thực sự. Giữa lúc bà Tân Vlog chật vật với sóng gió, dân mạng Việt Nam phát sốt với một channel khác cũng chuyên về ẩm thực có tên là Quỳnh Trừng GB, cuộc sống ở Nhật. Hiện đang sinh sống làm việc tại vùng Saitama, Nhật Bản. Nữ YouTuber này nổi đình đám lên mạng với những clip ẩm thực theo kiểu mukbang, vừa ăn vừa trò chuyện với khán giả. Tuy đơn giản nhưng đều thu hút hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt xem. Quỳnh Trừng hiện đang là một YouTuber ẩm thực sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Cô nổi lên nhờ những clip review ăn uống theo kiểu mukbang khá được yêu thích trên YouTube. Mới đây nhất, Quỳnh Trừng còn vinh dự ẩm luôn nước vàng của YouTube khi đạt cột mốc 1 triệu lượt theo dõi trên kênh của mình. Cái tên cô nàng được phủ sóng rộng rãi khi xuất hiện liên tục trong một số clip viral trên Facebook, tạo hiệu ứng rất cao. Đặc biệt, những hình ảnh về 1.001 biểu cảm của bé Sa, con trai của nữ YouTuber, cũng là spotlight mạng xã hội hiện tại. Mới đây, kênh YouTube của cô nàng ẩm được đốt vàng với cột mốc gần 1,2 triệu lượt theo dõi thời điểm hiện tại. Bắt đầu đăng tải những clip đầu tiên lên YouTube kể từ 27 tháng 6 2018, đến nay kênh Quỳnh Trừng GB. Cuộc sống ở Nhật đã đạt gần 1,2 triệu lượt đăng ký và con số này vẫn cứ tăng lên chóng mặt mỗi ngày, đặc biệt sau đoạn clip gây sốt mạng xã hội với tiêu đề "Một mình chán sạch nguyên mâm sashimi ốc phở vôi, dễ sợ chưa?". Hồi tháng 7 vừa qua, cái tên Quỳnh Trừng đã được nâng lên một tầm cao mới. Kênh YouTube của cô nàng hiện tại có gần 1,2 triệu lượt người theo dõi. Nhiều clip trên đây đạt số lượt xem lên đến hàng triệu. Sở hữu hơn 380 clip trên kênh của mình, có thể thấy Quỳnh Trừng ra vlog mới khá đều đặn và chăm chỉ. Từ những sản phẩm ghi lại cảnh đi thu hoạch ở vườn tược Nhật Bản khi mới lập kênh, cô nàng dần chuyển hướng sang mukbang, loại hình rất được khán giả châu Á và trên thế giới ưa chuộng, khi người quay clip vừa ăn khẩu phần siêu to khổng lồ, vừa tương tác cùng người xem. Thậm chí mọi công đoạn từ đi chợ đến nấu nướng cũng được cô nàng quay tận tình, chứ không chỉ bày lên rồi ăn như nhiều YouTuber khác. Những clip của Quỳnh Trừng sương sương thì vài trăm nghìn, khủng hơn thì hàng triệu view là chuyện bình thường. Khán giả bày tỏ sự thích thú khi xem bà mẹ một con người Việt, lúc nào cũng tận tâm mang đến những khoảnh khắc gần gũi tự nhiên nhất về cuộc sống xa quê trên nước Nhật. Không chỉ trò chuyện cởi mở, đầu tư đổi mới nội dung liên tục, Quỳnh Trừng GB còn gây bão vũ khí hạng nặng chính là sự duyên dáng hài hước, có thừa của mình. Cô nàng hiện tại đi vào lịch sử của nhiều khoảnh khắc cực viral như bé Sa chào mọi người đi con, so sánh ốc vòi vo như cái ấy, bất chấp động đất hay siêu bão vẫn ngồi đánh chén đồ ăn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì chuyện thường ngày ở huyện rồi, phải ăn thì mới có sức mà chạy chứ, chẳng lẽ lại chết vì đói. Thử một lần xem kênh của Quỳnh Trừng, bạn sẽ bị hấp hồn bởi lối dẫn dắt tự nhiên và hài hước của cô nàng. Một số clip nổi bật với hàng triệu lượt xem của Quỳnh Trừng GB cuộc sống ở Nhật mà bạn không nên bỏ qua khi ghé thăm channel của cô nàng, có thể kể đến như clip ăn sashimi ốc vòi vôi, ăn nguyên mâm hải sản siêu cay khổng lồ, tôm hùm sốt bơ cay, chén luôn nguyên tạng cá hồi sống chấm wasabi, hay gần đây chính là clip ăn bất chấp động đất và siêu bão làm dậy sóng mạng xã hội. Nếu như bà Tân Vlog trở thành hiện tượng mạng bởi cách nói chuyện chân quê cùng những clip nấu đồ ăn siêu to khổng lồ độc đáo, nhưng làm xong thì phải mời cả làng vào ăn mới hết, thì Quỳnh Trừng GB cũng chẳng hề kém cạnh với tài nấu nướng siêu đỉnh cùng chiếc bao tử không đáy. Có thể ăn bất chấp cả ký hải sản đủ loại hay nhiều thứ thực phẩm nhiều người không dám đụng vào của Nhật Bản. Chẳng biết sắp tới cô nàng có soán ngôi bà Tân Vlog luôn không ta?